này đường Bình Đằng Bình Dương với vậy các bạn, và nay có lễ hội bánh dân gian nha. Rồi để mình quay cho quý vị xem. Em đang đứng ngay biểu tượng mới làm của thành phố Thủ Dầu Một đó, biểu tượng lấy dầu quý vị đó, hai tính quay dầu, biểu tượng của Bình Dương, Thủ Dầu Một Bình Dương. Em đứng đường Bình Đằng đang có lễ hội bánh dân gian quý vị các bạn. Xa đó, em tới quay cho quý vị xem nha. Đường Bình Đằng này là giáp sông Sài Gòn luôn, giáp bên Mỹ Củ Chi luôn. Xa là cầu Phú Cường đó quý vị rồi các bạn. Bánh bằng gấu cốt này á, đang uống cốt này thì thật ra là hình ảnh cái dầu biểu tượng của Thủ Dầu Một Bình Dương, cái dầu không phải cánh dầu theo quý vị. Ngay đây là hai chính đường Bình Đằng sông Sài Gòn Bình Dương. Bên đây có bánh dân gian quý vị các bạn, bánh dân gian bánh đậu xanh giải 40 gian hàng. Quay cho quý vị xem bánh đậu xanh quá chừng bánh luôn, ngon quá chừng luôn. Giờ mình thấy ha, bánh đậu xanh bánh dân gian ngọc giải 40 gian hàng ở đường Bình Đằng Bình Dương. Quá chừng vui nhộn luôn, ngay là 2/9 nha nha quý vị các bạn. Bánh quá chừng, bánh đậu xanh, bánh bò, bánh mấy quá chừng luôn à. Đây gian hàng bánh bò, bánh đậu xanh, bánh bò. Quá chừng bánh luôn. Bởi thấy sâm thấy vậy đây tới quầy nướng thì chiên quá chừng rồi ăn luôn quý vị các bạn ơi, cũng ham không rồi. Hình như đi đủ gần 40 gian hàng, cũng còn tới mười mấy cái gian hàng nữa quý vị. Bây giờ mình xin chào nha, cảm ơn quý vị đã xem.